Xin chào và rất vui khi gặp lại tất cả anh chị ở trong video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay hãy cùng em cập nhật về Bitcoin nha anh chị nha Vậy nếu như anh chị thấy cái giọng em nó hơi lạ một tí á thì thông cảm cho em nha. À, trong thì em vừa qua em ra ngoài em có những hoạt động nó hơi căng một tí, nhà em mất giọng. À, chắc vài ngày nữa thì nó cũng sẽ quay trở lại thôi. Nhưng mà cái chúng ta quan tâm tại ngay thời điểm này á, là Bitcoin nó còn tăng được tiếp hay không, hay là nó sẽ có những cái sự điều chỉnh anh chị. Bởi vì là chúng ta thấy từ cái thời điểm mà chúng ta phân tích rằng là chúng ta đợi cái sự rách cao ra khỏi cái mẫu hình falling wedge và chúng ta vào lệnh đúng không chị? Thì hiện tại chúng ta đang nằm ở trong cái lệnh long và em cũng đã long ở cái quanh khu vực là khoảng 62 800 tám Tức là cái nơi mà khi nó rách cao ra và nó test lại cái vùng hỗ trợ local à, cái vùng hỗ trợ theo reaction ở đây á thì em long ở quanh khu vực này long lên thì ở ngay tại thời điểm này khi giá đã lên những vùng cao rồi á thì nó sẽ có khả năng điều chỉnh nha anh chị. Nó sẽ có khả năng điều chỉnh và cái bài toán chúng ta cần làm rõ ở đây là gì? Là cơ hội và cũng như là rủi ro và đặc biệt là rủi ro sẽ như thế nào nha anh chị nha. Vì là khi chúng ta đã loan chúng ta có lợi nhuận rồi Thì chúng ta phải tính đến cái phần rủi ro để chúng ta có thể là tiếp tục gồng hay không Hay là chúng ta sẽ chốt lệnh ở trong thời gian tới Thì anh chị có thể là xem qua cái nội dung ở trong ngày hôm nay Và trước khi em nói đến những nội dung đó Thì anh chị cũng đừng quên là có thể dành ra vài giây thôi Vì nó miễn phí nha anh chị Hãy ủng hộ team một nút like, một nút đăng ký kèm theo quả chuông bên cạnh Để nhận được những cái thông tin sớm hơn ở trong thời gian tới Và cũng như là anh chị cũng đừng quên là hãy sử dụng icon em để cái đường dẫn ở dưới phần mô tả luôn anh chị có thể là hưu những cái đồng con ở trong thời gian tới và nếu như anh chị muốn hầu Ancon em cũng sẽ phím luôn cho anh chị một cái dự án Ancon đơn giản cơ bản Mùa nào nó cũng tăng cả anh chị cứ có sóng là nó tăng nha anh chị nha đó là C3 Inu ha C3 Inu thì em cũng đã phân tích về vùng giá cho anh chị à, cũng một thời gian rồi nhưng mà ở ngay tại thời điểm này nè anh chị nè ở ngay tại thời điểm này nếu anh chị đưa về không tuần đi à, giá vẫn đang nằm trong entry anh chị ha em có hai vùng em chưa cho anh chị ở trong kỳ trước là cái vùng ở một một năm hai và cũng như là ở thời điểm hiện tại là vùng 1697 thì đây sẽ là hai vùng để tiếp tục anh chị có thể là gom vào DCA bởi vì anh chị thấy rằng là mỗi khi mà nó thoát trên giảm ha, đây trên giảm nè, nó thoát ra thì nó sẽ có thể là tăng trưởng lên và em đang target mùa này nó sẽ có thể là tạo ra một cái cú hít khoảng 500% nữa dành cho C3 ở trong cái sóng tăng lần này thì anh chị có thể là xem qua và ở đây em không có khuyến khích anh chị đầu tư giống như em ha, ở đợt trước chúng ta may mắn chúng ta vẫn có thể là thấy chúng ta đã có lời thời điểm hiện tại chúng ta gom lại thì anh chị nên cân nhắc thì đây là cái nhận định của em về Ancon và em phím cho anh chị một cái con cơ bản ai cũng có thể tiếp cận đến được nha anh chị và nó sẽ tạo ra những sự bất ngờ cho anh chị sau này vậy thì cái thông tin nào để mà chúng ta chứng minh rằng là uh, cái khả năng Ancon nó tăng trưởng anh chị thì nó cũng liên quan đến Bitcoin luôn em sẽ chỉ ra cho anh chị ở đầu video này nhé anh chị hãy vào data, anh chị hãy vào Bitcoin return phần trăm và nó sẽ hiển thị ra những cái cột tháng như thế này thì mỗi tháng nó sẽ trả về cái kết quả là nó đóng nến nó sẽ có mức lời bao nhiêu đúng không ạ thì ở trong tháng 9 chúng ta đã rất mong chờ là chúng ta có màu xanh rồi và nó đã tăng 7,29%. Và ở trong tháng 10 này Khi chúng ta đang nằm ở giữa tháng Chúng ta cũng có màu xanh nhưng mà nó hơi khiếm tốn một tí anh chị Hiện tại chúng ta đang có mức uh, tăng trưởng là khoảng 3% thôi Nhưng mà nếu từ giờ đến cuối tháng 10 Mà con số này tiếp tục gia tăng Hoặc là giữ ở vị trí là màu xanh Tức là thị trường nó xanh á. Thì Bitcoin xanh thì chúng ta sẽ thấy ETH xanh ETH xanh thì lúc đó Ancon sẽ xanh anh chị? Ancon sẽ xanh Và khi tháng 10 nó kết thúc Nó là màu xanh thì hai tháng còn lại của năm 2024 này Ancon sẽ có khả năng tăng trưởng rất tốt và nó cũng sẽ giống với cái thời điểm của 2023 nha anh chị nha thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cái tình huống ở trong hai tháng tới nó như thế nào nhưng mà thời điểm hiện tại là em thấy rằng là nó cũng đã rất là tốt rồi và Ancon hoàn toàn có thể tăng trưởng Ancon hoàn toàn có thể tăng trưởng thì anh chị có thể xem qua một vài con như là C3 hay là Dotcon nha rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta chúng ta không nói long vòng nữa đó là Bitcoin nó như thế nào ở trong thời gian tới hiện tại thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta tính về cái target của cái mẫu hình phone quét ở 4 giờ này ha chúng ta sẽ tính như thế nào anh chị em sẽ tính cho anh chị xem nha để chúng ta thử rằng là cái target nó đến hay chưa em sẽ tính bằng cái độ cao cái độ cao nha anh chị của cái mẫu hình phone quét này và em lắp vào cái thời điểm rất cao thì nó đã full target rồi anh chị nó đã đi full target rồi và nó thậm chí còn đi cao hơn nữa và cũng như đó là khi em sử dụng một cái công cụ anh chị là Fibo à, mở rộng nha Bởi vì là Fibo mở rộng sẽ giúp cho chúng ta xác định và target rất tốt luôn anh chị ơi Và khi em thả về như thế này Anh chị thấy rằng là gì Chúng ta cũng đã gần như là chạm à, Gần như là chạm vào target rồi anh chị Nếu em chỉnh lại một tí nhé. Đây, Chúng ta gần như là chạm vào target 1 rồi Tức là khu vực 0.618 của Fibo mở rộng Và khi chúng ta đạt đến mục tiêu này á, Thì anh chị hiểu là gì Chúng ta đã đến vùng kháng cực Chúng ta đã đến ngưỡng kháng cự rồi và khi đến kháng cự thì anh chị nên làm gì anh chị? Nếu anh chị đang lon, ví dụ anh chị lon từ những khu vực dưới này khoảng 59 60.000 đô hoặc là anh chị lon giống như em ở khoảng 62.000 mấy đô đi thì hiện tại anh chị đang có mức lời rất tốt và anh chị hoàn toàn có thể là chốt cái phần gốc ra để giảm cái rủi ro của chúng ta. À, để giảm cái rủi ro của chúng ta thấp nhất có thể Còn anh chị nào mà chơi ngắn hạn thì anh chị có thể là chốt luôn Nhưng đối với em ở thời điểm này Em sẽ tiếp tục gồng lãi nha anh chị Em sẽ tiếp tục gồng lãi và em sẽ không đụng đến bất cứ cái hành động nào Nhưng mà nếu giá rơi xuống Giá rơi xuống em sẽ tiếp tục mua và long Bitcoin lên Bởi vì em thấy được cái tỷ lệ chúng ta sẽ tăng trưởng rất là cao à, Tỷ lệ chúng ta vẫn còn tăng trưởng được anh chị Bởi vì là khi chúng ta nhìn ở cái khí cảnh đó, là những cái chè khác đi à, Em sẽ đưa về không tuần cho anh chị xem nha đây đây là một mô hình nêm giá mở rộng anh chị ở một cái trò khác bitcoin đang có một cái mô hình nêm giá mở rộng và nếu theo cái tính toán của em á, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng để bứt phá ra khỏi khu vực này sớm thôi sẽ sớm thôi nhưng mà cái rủi ro nó vẫn có anh chị vẫn có rủi ro nha là gì rủi ro là chúng ta thấy á, là chúng ta đang nằm ở cái điểm kháng cự tức là cái cạnh trên của cái mô hình nêm giá mở rộng này và trước đó thì toàn là những cái sự điều chỉnh thôi anh chị nhưng mà lần này nó có một cái điểm khác biệt à, nó có một cái điểm khác biệt nha anh chị anh chị hãy quay trở lại cái trẻ mà chúng ta hay chơi và em sẽ bật cái này lên cho anh chị thấy đây đây là cái điểm khác biệt anh chị thời gian vừa quay chúng ta chờ cái vùng đáy này để nó tạo ra ở một cái đáy sau cao hơn cái đáy trước luôn anh chị nó đã tạo ra rồi anh chị, nó đã tạo ra rồi. Và thậm chí ở thời điểm hiện tại nó cũng tạo ra một cái râu một cái đỉnh nó cao hơn cái đỉnh trước nữa. Và cái tỷ lệ này là một cái tiền đề cho thấy rằng là nó vẫn có khả năng tăng trưởng tiếp rất là mạnh ở khung tuần nha anh chị nha. và ngoài những cái khung và ngoài những cái hành động giá những cái biến động giá như thế này đẩy và đỉnh như thế này ra á, anh chị cũng có thể là nhớ lại cái mẫu hình cốc và tay cầm ha cốc và tay cầm chúng ta đã bàn với nhau ở kỳ trước đó nó hiện thị ra ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta vẫn đang hình thành cái tay cầm anh chị và khi cái tay cầm này nó rất cao ra được cái ngưỡng là khoảng 70 000 đô à, vượt ra khỏi ngưỡng 70 000 đô chúng ta sẽ thấy Bitcoin sẽ tăng trưởng 100 000 đô sớm thôi anh chị sẽ sớm thôi cái chuyện nó sẽ xảy ra nha anh chị và đây cũng là cái target target đối với mẫu hình cốc và tay cầm này tức là 100 000 đô nó đang biểu thị ra bằng những cái mô hình theo phân tích kỹ thuật là như vậy. Thì em không có khuyến khích anh chị là phải chơi theo uh, hay là mua theo và uh, những cái liên quan đến phân tích kỹ thuật nhiều. Nhưng mà cái chúng ta thấy á là khi đám đông họ thấy như vậy họ thấy cái mô hình này thì họ cũng sẽ mua giống chúng ta nếu giá tăng lên họ sẽ mua giống chúng ta và nó vẫn sẽ tăng trưởng được nha chị cho nên là chúng ta vẫn phải theo dõi cái mô hình thôi mặc dù chúng ta không thích mô hình lắm rồi thì 4 giờ chúng ta còn một mẫu hình là Rising West anh chị và chúng ta thấy là gì nó cũng đã đến kháng cự nó cũng đã đến kháng cự rồi nha anh chị nó đã chạm vào kháng cự ở 4 giờ theo mẫu hình Rising West thay vì là Falling West Falling West thì nó đã đạt target rồi nhưng mà Rising West tức là một cái uh, tức là một cái mô hình nó rộng hơn nó cũng đang biểu thị là cái tỷ lệ điều chỉnh của chúng ta sẽ có thể xảy ra à, bởi vì là chúng ta đến kháng cự rồi thì để mà an toàn ở thời điểm này á em khuyên thật anh chị là nếu anh chị nào mà không muốn gọi như là đánh đổi rủi ro cao mà anh chị vẫn muốn đánh một cái chặng dài hơn tức là anh chị vẫn target lên 70, 71 hoặc là thậm chí là 80, 100 nghìn đô ở sau này đi anh chị muốn gồng cái lệnh lo này thì cái tốt nhất anh chị cần làm á là anh chị nên chốt gốc đi à, anh chị nên chốt gốc bởi vì là chúng ta thấy là chúng ta đến vùng đỉnh rồi và phần còn lại tức là lãi của chúng ta đúng không anh chị chúng ta còn lãi mà chúng ta sẽ lấy lãi chúng ta gồng cái lệnh này nó đơn giản là như vậy từ cái cuộc chơi chúng ta tìm một cái vị thế để lon lên là chúng ta đánh đổi rủi ro là nó có thể là rơi giá đúng không ạ và bây giờ nó tăng lên rồi thì chúng ta xóa luôn cái rủi ro đó đi bằng cách là chúng ta chốt cái gốc ra ờ, chúng ta chốt cái gốc ra lãi chúng ta gồng bao nhiêu cũng được anh chị đó là cái cách an toàn nhất ở thời điểm này nếu anh chị muốn gồng tiếp cái lệnh lò nha anh chị nha và đương nhiên SL của anh chị sẽ nằm ở đâu anh chị SL của anh chị theo cá nhân em thấy thì anh chị nên để ở quanh khu vực là khoảng 61.800 Ờ, dưới khu vực 61.008 này là sẽ an toàn nhất rồi bởi vì là nếu mà nó đổi hướng nó đảo chiều á thì nó sẽ phá ra cái ngưỡng 61.008 này và cái lệnh của anh chị sẽ à, gọi như là chấm hết đúng không anh chị thì tốt nhất là anh chị vẫn giữ SL và anh chị chốt gốc ra đó là cái lời khuyên chân thành của em đối với cái lệnh lâu này cho anh chị còn nếu anh chị nào mà thực sự á mà chơi á mà không tiếc lãi Chơi không tiếc lãi và cũng như là không tiết gốc luôn Ở trong cái lệnh này thì anh chị hoàn toàn cứ để cái SL61.000 này Và anh chị có thể là hold tiếp và có thể là gồng Cho đến khi Bitcoin nó tăng trưởng lên thật sự nha anh chị nha đó, Thì đó là cái sự đánh đổi giữa rủi ro và cơ hội ở trong ở cái lệnh loan này Đối với em ở ngay tại thời điểm hiện tại nha Nhưng mà và ở đây nó cũng có cái khả năng điều chỉnh Khi mà chúng ta một lần nữa xem lại cái chỉ bảo cluster gầu Và kèm theo đó luôn cho anh chị là chỉ bảo RSI À, để chúng ta có góc nhìn rõ hơn là gì cả hai chỉ báo này đều đang nằm ở ngưỡng quá mua rồi à, đều đang nằm ở ngưỡng quá mua đều đã đến kháng cự à, đều đã đến kháng cự rồi anh chị thì cái tỷ lệ nó điều chỉnh ở trong những cái giờ tới à, những ngày tới nó vẫn có thể xảy ra cũng nó, nó hoàn toàn như thế này anh chị nó hoàn toàn có thể là như thế này ha, nó có thể là rướng nó rướng lên nó dụ anh chị lon tiếp nó dụ anh chị lon tiếp ở khu vực kháng cự này và khi đó nó sập về nó quét sl đi và tiếp tục tăng lên di chuyển cao hơn ở sau này ha chị không đó thì đó là cái tình huống em giả định cho anh chị thấy là ở thời điểm hiện tại ở ngay tại thời điểm này thì cái tỷ lệ điều chỉnh ở 4 giờ nó quá lớn để chúng ta phải đánh đổi cho nên là hãy cân nhắc giữa việc chốt lời sl và cũng như là anh chị có thể là gồng đến đâu để anh chị có thể là target đến ha nhưng mà nói chung là khi có lời rồi chúng ta nên chút ít đi cho nó vui bởi vì là dù gì chúng ta cũng đã trade một cái lệnh nó đã win rồi đúng không anh chị chúng ta đã thắng cái lệnh này rồi đã đến những cái target rồi và cái vấn đề mà chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết ở đây là gì là nó sẽ điều chỉnh được tới đâu và cái hạn chế của việc điều chỉnh này như thế nào đúng không chị? Thì em sẽ tắt đi những cái gì mà chúng ta đã phân tích ở trước đó nha và chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ sâu hơn ở khu vực giá này. Chúng ta hãy cùng nhau thấy là chúng ta có hai con sóng tăng lên trong một, con sóng của 4 giờ nha chị. Chúng ta hai con sóng uh, tăng lên như thế này. Đó, chúng ta có hai con sóng tăng lên, một con sóng là khoảng 7% và một con sóng là khoảng 8%. trăm. nó có một cái chiều hướng tăng lên và nó đang có một cái xu hướng là tăng. À, đơn giản là như vậy chúng ta có xu hướng tăng chúng ta kẻ một cái trên line vào đây và đây là cái trên tăng của nó anh chị. À, thì những cái tình huống trước đây chúng ta vừa phân tích đó, là chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ đến kháng cự có thể điều chỉnh đúng không anh chị? thì em rất là mong nó sẽ giữ được ở khu vực là khoảng 64 mươi bốn đô anh chị. bởi vì là nó sẽ bám vào cái trên này, à, nó sẽ điều chỉnh nhẹ ở 4 giờ, nó dằn co ở khu vực này và tiếp tục di chuyển tăng lên. và khi mà em thấy cái tình huống này xảy ra mà em áp dụng fibo vào á, em sẽ áp dụng vào hai khu vực sống nha chị. khu vực sống đầu tiên là em sẽ lấy từ vùng đáy ở dưới này nè tức là cuối con sóng tăng ở 4 giờ lên tới cái vùng đỉnh ở trên này chúng ta thấy rằng là gì cao nhất có thể là nó về khoảng 62 000 mốt và nếu như mà nó về khoảng 62 000 mốt thì anh chị thấy rằng là gì nó đã phá trên tăng rồi và cái tỷ lệ nó hồi lên nó sẽ rất là khó và cũng như đó là nó cần một cái lượng tiền bơm vào đây thêm nhiều hơn để có thể là long bitcoin lên thì đây là cái tình huống đầu tiên nhưng mà cái em đang nhắm đến á nó sẽ trùng ở trên line anh chị thay vì là em kéo từ vùng đáy này lên tới vùng đỉnh râu đúng không anh chị để em xác định cái fibo thì em có thể là xác định ở con sóng thứ hai đây tức là cái điểm mà nó tiếp điểm là hỗ trợ của trên line này, anh chị là khoảng 62.000 đô lên trên này đúng không thì Fibo của chúng ta đang đang nằm ở khu vực là khoảng 64.600 đến 64.000 tức là những cái vùng mà nó cũng quanh khu vực trên line này anh chị và nó hoàn toàn có thể là đỡ giá lên ở trong thời gian tới bởi vì vậy á là ở thời điểm hiện tại cái rủi ro rất cao và cái lệnh lon này nó có thể là rách ra khỏi cái trên này bất cứ lúc nào nhưng mà em kỳ vọng thôi hiện tại thực tế ra mà nói là em chỉ kỳ vọng và em gồng lãi anh chị em kỳ vọng và em gồng lãi ở khu vực là khoảng 64.000 đô này và khi nó đến khi nó đến nha chị thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu nó di chuyển tiếp thì đây là một cái lợi thế chúng ta khi chúng ta đã long ở những khu vực là 62.000 ở như này rồi hoặc là anh chị có thể là long sớm hơn rồi á thì đây sẽ là cái lợi thế cho anh chị và em rất kỳ vọng là chúng ta sẽ giữ được trên tăng này và trong 4 giờ chúng ta sẽ điều chỉnh nhẹ hoặc có thể là tăng lên và điều chỉnh nhẹ ở những khu vực này trước khi nó di chuyển mạnh hơn. À, đây là cái em đang mong muốn thực sự là nó muốn muốn nó xảy ra anh chị. Và với những cái vùng hỗ trợ nhỏ như thế này á chúng ta thấy rằng là gì nó chưa đủ đâu nó chưa đủ đâu và chúng ta có thể là xét thêm nữa em sẽ xét ở khung tuần nha anh chị chúng ta sẽ xét ở khung tuần với nhau này sẽ uh, chế bớt hai cái này đi và em sẽ đưa về cho anh chị về những cái kháng cự và hỗ trợ thì ở đây chúng ta đã có một cái điểm kháng cự tuần vừa qua và hiện tại thì nó đang cố gắng để phá ra khỏi khu vực này thì em sẽ nót lại ở đây nha là kháng cự tuần nè anh chị nè ở trên cao hơn một tí của chúng ta cũng có một cái kháng cự tuần nữa thì anh chị nào muốn xác định kháng cự tuần á thì rất đơn giản anh chị nhìn vào vùng đóng nến cứ nhìn vào cái vùng đóng nến từ vùng đó nó rơi xuống thì tức là ở đó là kháng cự và ngược lại cũng như vậy ngược lại ví dụ như ở đây nè là hỗ trợ tuần nè anh chị nè đúng không ạ ở đây là hỗ trợ tuần còn ở đây là kháng cự tuần ở đây là kháng cự tuần thì chúng ta đang có hai cái mục tiêu kháng cự tuần là khoảng sáu mươi lăm năm và cao hơn đó là sáu mươi tám hai và khi chúng ta trả về bốn giờ đi chúng ta thấy rằng là chúng ta đang nằm ở khu vực À, kháng cự chúng ta đang muốn test lại và chúng ta đang muốn di chuyển cao hơn đang muốn di chuyển cao hơn nha anh chị và chúng ta vẫn đang nằm ở trong trên tăng nhắc lại một lần nữa cho anh chị nhớ là chúng ta vẫn đang nằm trong trên tăng và em kỳ vọng rằng là cái trên này sẽ có thể là tiếp diễn và chạm đến cái ngưỡng tiếp theo vùng target tiếp theo là 68.240 đô bởi vì là ở khu vực 68.000 thì chúng ta cũng có thanh lý anh chị chúng ta có thể là đưa về khoảng 2 tuần bởi vì là hiện tại anh chị biết là chúng ta đang nằm ở giữa tháng thì em sẽ đưa về cái chart hai tuần về liquidation về cái biểu đồ nhiệt và thanh lý á để chúng ta xem đây họ chúng ta thấy rằng là gì thời gian vừa qua những khu vực là khoảng 64 000 nè họ hay là khu vực ở khoảng 65 66 000 thì nó quét rất rất là nhiều những cái lệnh sót khác nhau nha chị nó đẩy lên nó quét những lệnh sót trước đó thì khi mà nó lấy thanh lý ở ngưỡng là khoảng 59 60 000 đô xong nó giật lên anh chị thì nó biểu thị rằng là gì quét thanh lý xong thì nó sẽ điều chỉnh À, thì khi quét thanh lý xong thì nó sẽ quay đầu đúng không anh chị quét thanh lý lệnh long ở dưới này xong nó quay đầu lên và thời điểm hiện tại khi mà quét những cái lệnh sót xong à, nó quét gần như là xong rồi anh chị thì nó vẫn có thể là quay đầu xuống tương tự với cái chiều ngược lại của anh chị và những cái hành động giá ở trên thị trường mà anh chị thấy tăng giảm á, thì nó đều có một cái yếu tố rất quan trọng anh chị là thanh lý à, là thanh lý anh chị bởi vì sao anh chị phải hiểu á, là thằng sàn nó mở ra à, những cái đồng bẫy cho anh chị những cái margin những cái future cho anh chị để anh chị chơi thì nó ăn tiền nhiều nhất ở đâu anh chị là khi anh chị thua đúng không chị nó ăn tiền nhiều nhất khi anh chị oil anh chị tức tay vào ở trong cái lệnh đó và anh chị cháy lệnh đó thì bởi vậy là giá sẽ có những biến động khi mà sàn nó muốn make maker của những cái sàn đó nó muốn đẩy giá xuống và thị trường nhìn chung là hiện tại nó đã quét đi những cái lượng thanh lý ở khoảng nửa tháng này rồi còn ở một tháng thì sao anh chị một tháng chúng ta vẫn còn thanh lý nha anh chị nhà Vẫn còn rất nhiều những cái lượng thanh lý Chúng ta thấy rằng là gì? Lượng thanh lý đang cực kỳ đông Và chiếm đa số ở đây là những cái lệnh sót Ở trên khu vực từ 66.000 đô đổ lên khoảng 70.000 đô À, đổ lên trên là cái cụm những cái lệnh lo à, là cái cụm những cái lệnh sóc có thể bị thanh lý và đối với lệnh long thì là ít hơn anh chị bởi vì là thời gian trước đó nó đã quét được cái ngưỡng khoảng 60 mươi nghìn đô rồi và cái vùng hiện tại mà nó đang hiển thị ở đây nè anh chị nè chỉ chẳng quá là nó chỉ đang là cái vùng mà người ta đang lon lên giống như chúng ta người ta đang lan lon lên ha anh chị hà và cái vùng thanh lý của người ta ở đây nè đó, và cái em thấy ở một tháng là gì trong tháng này cái khả năng để nó tiến lên 70.000 đô vẫn rất cao anh chị ha và vì vậy khi anh chị đang lo Bitcoin anh chị đang lo Bitcoin anh chị hoàn toàn có thể là chờ những cái phản ứng và chúng ta sẽ cập nhật cùng nhau ở trong thời gian tới ha hãy chờ nó chạm đến 64.600 tức là 0.5 của Vibo hoặc là 64.000 đô là 0.6 uh, là 0.618 Vibo để xem thử rằng là nó có phản ứng tích cực hay không vì nếu có phản ứng tích cực thì chúng ta có thể là giữ được long tiếp còn nếu như mà nó phản ứng gọi nên như là tiêu cực nó phá ra khỏi cái ngưỡng sống của tôi ngàn thì bắt buộc là chúng ta phải đóng cái lệnh lon lại và chúng ta tiếp tục tìm kiếm cơ hội sau nha anh chị nha thì đây là những cái nhận định nhanh chóng của em nói chung là cũng không có gì phức tạp cả chúng ta đang nằm ở trong lệnh và cái việc mà chúng ta cần làm là gồng lãi là phân bổ rủi ro ra và gồng lãi thì đương nhiên nó sẽ rất là khó nha anh chị gồng lãi nó còn khó hơn cả là cả anh chị gồng lỗ nữa anh chị gồng lỗ rất đơn giản anh chị vào lệnh anh chị âm mấy chục phần trăm chẳng sao đâu anh chị vẫn gồng nhưng mà gồng lãi anh chị lại tiếc đúng không anh chị mỗi lần mà chị gồng lãi là anh chị sẽ tiếc. và vì vậy là là ở thời điểm này cũng là một thời điểm. Nếu như anh em nào mới trading, anh em có thể là gồng lãi thử, gồng lãi thử đi để biết cảm giác là gồng lãi nó khó hơn cái vấn đề gồng lỗ nó như thế nào nha chị nha. Và rất là hy vọng là chúng ta sẽ đạt đến cái mục tiêu là khoảng 68.200 ở trong thời gian tới và tạo ra những cái cú hích ở trong cái thời gian xa hơn về những cái vùng giá như là trên 70.000 đô nha anh chị và có những thông tin gì mới hơn thì em sẽ cập nhật nhanh chóng cho anh chị ở trong telegram nha có rất là nhiều thông tin và cũng như là rất là nhiều những cái tín hiệu để anh chị có thể tham khảo được ở nhóm ở trong nhóm telegram như thế này để anh chị có thể là xem xét và cũng như là tham gia và ngoài ra anh chị đừng quên anh chị cũng có thể là trading cùng team à, bằng cách là anh chị sử dụng con em để cái đường dẫn đăng ký ở dưới phần mô tả video này rồi anh chị hãy gom an con đi cuối năm nay khả năng cao là nó sẽ bay đó nha anh chị nha và cũng như là đừng quên là anh chị có thể là để lại nút like like, đăng ký kèm theo quả chuông bên cạnh để ủng hộ team trong thời gian tới nha. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.